Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng và chính phủ phải xin lỗi dân, đó là điều tất yếu Ngày 24 tháng 7, AFA tiếng Việt có bài Đảng và chính phủ Việt Nam phải xin lỗi người dân về vụ chuyến bay giải cứu Theo đó, để xảy ra đại án nghiêm trọng chuyến bay giải cứu mà tòa sơ thẩm ở Việt Nam đang nghị án trong tuần này hay vụ que thử Việt Á mà không có quan chức lãnh đạo cấp cao nhất nào đứng ra xin lỗi người dân liệu chính phủ Việt Nam có quá coi thường nhân dân hay không? Đó là câu hỏi được công luận Việt Nam nêu ra. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn quan điểm cá nhân của ông Phạm Viết Đào, cựu quan chức từng làm việc trong cơ quan thanh tra thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho rằng xét xử về mặt lý hay pháp lý, ai sai thì phải đưa ra tòa. Còn chính phủ cũng là những con người để cho trọn vẹn lý tình phải có động tác xin lỗi, đúng với ứng xử bình thường của con người ở việt nam mọi ứng xử ở trong nước đối với vấn đề quản lý quản trị là chưa trọn vẹn tôi theo dõi vụ án giải cứu này viện kiểm sát cũng không nói gì đến việc phải đền bù cho người bị hại và ngay những người bị hại cũng không có đại diện trong phiên tòa như thế không đúng bởi vì tất cả số tiền hối lộ đó là lấy tiền của dân lấy tiền của các nạn nhân chứ không phải là tiền của nhà nước viện kiểm sát giữ quyền công tố phải nghĩ đến chuyện tiền ấy phải xử lý như thế nào để người ta thấy rằng được đền bù được trả lại vì chi phí cao hơn bình thường và phải trả lại cho người dân thì mới là công minh nếu không ông tòa sẽ trở thành một ông trấn lột khác à ông ấy lại còn cao cấp hơn các ông quan chức bị bắt hay sao để xem tòa ứng xử ra sao nhưng tôi thấy hình như là họ quên họ bỏ qua như những phiên tòa khác theo tôi tòa này phải có người bị hại tức là những người mua vé mà phải chịu giá cao như vậy, số tiền thu về phải đền bù lại cho người dân. Cái ấy là trách nhiệm của nhà nước đã lập ra phiên tòa. Còn nếu không, ông này lại chén lại của ông kia thì còn ra gì? Mà có phải là tiền của nhà nước đâu mà nhập vào ngân sách của nhà nước? Nếu không làm việc đó thì tức là làm sai. Tiền mà thu về để làm gì? Định xây tượng đài hay định chia nhau? Bây giờ thu về 130 tỷ đồng Việt Nam. Tuyên bố rồi thì tiền đó bỏ vào đâu không thể nộp ngân sách được, ông Phạm Viết Đào nói. Hình ảnh phiên tòa chuyến bay giải cứu. AFA cũng dẫn lời ông Trần Tiến Đức, một cựu cố vấn ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam, cho rằng dư luận hoan nghênh việc đưa ra xét xử, nhưng người ta cũng thắc mắc rằng những người bị nạn là những người dân. Liệu sau vụ xử này có được bồi hoàn gì không? Những khoản tiền mà người ta hoàn toàn tin tưởng vào nhà nước mà bỏ ra mà bị mất tiền thì bây giờ người ta có được bồi hoàn như thế nào? Tôi nghĩ rằng sau phiên tòa chính phủ và các bộ liên quan phải trả lời trước công luận và trả lời trước nhân dân về chuyện này. Việc mà các quan chức trong chính phủ để xảy ra những chuyện, những hành vi vi phạm pháp luật mà sâu rộng như thế, ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ thì xin lỗi là một điều tất yếu. Tôi không nghĩ rằng những người có trách nhiệm là vô can, họ phải chịu trách nhiệm bởi vì tất cả cán bộ đều phải tuyển chọn được sàng lọc qua quá trình cũng rất nhiều cấp nhiều giai đoạn khác nhau mà người ta vẫn gọi là được thử thách ở nhiều cương vị khác nhau cho nên đến khi có vi phạm pháp luật chắc chắn những người từng bổ nhiệm họ đã từng phê duyệt họ tôi nghĩ phải chịu trách nhiệm nếu mà nói gọn lại một câu đấy là sự phản bội niềm tin bởi vì người dân đã tin tưởng người ta đặt hết cả niềm tin thậm chí đặt hết cả tiền của của người ta vào những cơ quan có trách nhiệm của nhà nước Bây giờ những niềm tin của họ bị phản bội, họ bị lừa Thì đấy là sự phản bội niềm tin Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm với bản tin Đảng và chính phủ phải xin lỗi dân Đó là điều tất yếu Hoàng Văn Hưng sẽ bị kết tội như thế nào? Báo AFA ngày 24 tháng 7 tiếp tục loạt bài viết về phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu theo đó, AFA phỏng vấn các luật sư về kịch bản sẽ xảy ra đối với cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Hình ảnh bài viết trên AFA. Chiều ngày 21 tháng 7, trong lời nói sau cùng trước khi tòa chuyển sang phần nghị án, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng an ninh điều tra Bộ Công an vẫn khẳng định là mình vô tội. Trong khi đó, viện kiểm sát cho rằng đã đủ căn cứ xác định bị cáo Hưng phạm tội nhưng không thành khẩn khai báo không chịu trả lại số tiền hưởng lợi bất chính và đề nghị mức án 19-20 năm tù. Ải phải phỏng vấn một số luật sư trong nước về vấn đề này. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người từng tham gia bào chữa trong hàng chục vụ án xử người bất đồng chính kiến ở trong nước, nói với Ải phải rằng, từ trước cho đến nay, trong hầu hết các vụ án an ninh quốc gia mà chúng tôi tham gia bào chữa, không biết bao nhiêu lần, chứng kiến tình trạng cơ quan an ninh điều tra kết luận thân chủ của chúng tôi phạm tội dù không có chứng cứ hoặc chứng cứ rất mơ hồ lần này trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự chuyến bay giải cứu có nằm mơ chúng tôi cũng không ngờ rằng một điều tra viên kỳ cựu của cơ quan an ninh điều tra lại là nạn nhân của chính tình trạng buộc tội không có chứng cứ hoặc chứng cứ mơ hồ với niềm tin nội tâm tôi khó nghĩ rằng ông hoàng văn hưng vô tội thế nhưng pháp định không thể xét xử buộc tội một người với niềm tin nội tâm mà phải bằng chứng cứ rõ ràng xác đáng được thu thập hợp pháp. Nếu phải suy đoán thì chỉ có một sự suy đoán được luật pháp chấp nhận là suy đoán vô tội. Trong một nền tư pháp độc lập với chứng cứ như hiện nay thì tôi nghĩ chỉ cần một cậu luật sư mới ra trường cũng có thể đủ để đưa ông Hưng thoát khỏi vòng lao lý. Nhưng với nền tư pháp chịu sự lãnh đạo toàn diện của một đảng xét xử theo nhu cầu chính trị thì 100 ông luật sư cũng phải chịu thúc thủ trước ý chí thống nhất tội danh từ ban an ninh nội chính do đảng chỉ tay do đó ông hoàng văn hưng đương nhiên bị tuyên có tội và chịu hình phạt thích đáng còn chứng cứ ư quên đi vì tuyên một bản án hình sự không cần chứng cứ vẫn là chuyện hàng ngày mà giới luật sư chúng tôi đã từng chứng kiến trong nền tư pháp ấy luật sư ngô anh tuấn ở hà nội thì cho rằng thực tế đối với vụ án này và sức ép của dư luận cuối cùng tòa cũng sẽ khẳng định trong vali chứa tiền mà thôi cho nên việc tuyên ông Hưng vô tội là chuyện hy hữu lắm và không khả thi trong thời điểm hiện tại. Họ không đủ bản lĩnh để làm đâu. Hình ảnh, ảnh chế của chuyến bay giải cứu. Một khả năng tốt nhất có thể xảy ra là họ trả hồ sơ và tách hồ sơ vụ án này ra thành một vụ án độc lập để điều tra. Điều đó có thể là cách tốt nhất để cứu vãn danh dự uy tín của các bên mà thôi thực tế không phải chỉ ông Hưng mà rất nhiều bị can, bị cáo khác mà tôi chứng kiến rất nhiều họ cũng có tình tiết tương tự tức là không có chứng cứ vật chất nhưng tòa vẫn căn cứ vào lời khai của những người có liên quan hay những chứng cứ gián tiếp để khẳng định người đó có tội. Lưu ý là tôi không nói đến những bị cáo liên quan đến chính trị vì những người này hầu như không được xem xét. Ả à phải nhận định rằng có lẽ không có ngành tư pháp ở nước nào đặc biệt như ở Việt Nam. Khi tất cả các thẩm phán hiện đều là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc xuất thân từ công an. Đơn cử như trường hợp của ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa án nhân dân tối cao hiện nay từng là thiếu tướng công an. Ông Trương Hòa Bình, cựu chánh án tòa án nhân dân tối cao cũng từng công tác tại phòng an ninh công an thành phố Hồ Chí Minh, từng giữ chức cục phó cục an ninh văn hóa. Viện trưởng viện kiểm sát tối cao hiện nay, ông Lê Minh Trí, nhậm chức từ ngày 8 tháng 4 năm 2016 cũng từng là phó trưởng ban nội chính trung ương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Hoàng Văn Hưng sẽ bị kết tội như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d